chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tổng hợp. Kính chúc quý vị sẽ có một ngày tốt lành. Sau đây sẽ là những thông tin mới nhất chúng tôi tổng hợp trong ngày. Vụ chuyến bay giải cứu, vì sao cựu điều tra viên, cựu nữ cục trưởng bị tuyên án cao hơn đề nghị? Chiến sĩ cảnh sát giao thông kể lại phút giây thoát chết kinh hoàng trên đèo Bảo Lộc. Biển rác sau 2 đêm Blackpink, công nhân 20 năm trong nghề cũng choáng. Vụ chuyến bay giải cứu, vì sao cựu điều tra viên, cựu nữ cục trưởng bị tuyên án cao hơn đề nghị? Thưa quý vị, trong số các bản án mà Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên với 54 bị cáo trong vụ chuyến bay giải cứu, cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng và nữ cựu cục trưởng lãnh sự Nguyễn Thị Hương Lan lĩnh mức án cao hơn Viện Kiểm sát đề nghị. Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội vừa đưa ra phán quyết đối với cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng cùng 53 bị cáo trong vụ chuyến bay giải cứu. Đáng chú ý là bản án sơ thẩm, vụ chuyến bay giải cứu đã tuyên bốn án chung thân, mức án nặng hơn nhiều so với mức mà Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị trước đó. Riêng Phạm Trung Kiên, cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế cùng nhiều bị cáo trong nhóm tội đưa hối lộ, được tuyên mức án nhẹ hơn mức đề nghị do nộp gần hết số tiền nhận hối lộ. Theo đó, bốn bị cáo lãnh án tù chung thân gồm Phạm Trung Kiên, Viện Kiểm sát Nhân dân đề nghị tử hình, Hoàng Văn Hưng, cựu trưởng phòng thuộc Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an, Viện Kiểm sát đề nghị từ 19 đến 20 năm tù, Nguyễn Thị Hương Lan, cựu Cục trưởng Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao, Viện Kiểm sát Nhân dân đề nghị 18 đến 19 năm tù và Vũ Anh Tuấn, cựu Phó trưởng phòng Tham mưu, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân đề nghị từ 19 đến 20 năm tù. Bên cạnh đó, tòa còn tuyên bị cáo Tô Anh Dũng, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, 16 năm tù, Viện Kiểm sát Nhân dân đề nghị 12 đến 13 năm tù về tội nhận hối lộ. Theo bản án, trong quá trình tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam mắc kẹt ở nước ngoài do dịch COVID-19 về nước từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 12 năm 2022. 25 bị cáo là cựu quan chức cán bộ ở nhiều bộ ngành đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, nhận hối lộ số tiền hơn 164 tỷ đồng và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gây thiệt hại số tiền hơn 10 tỷ đồng. Trong vụ án, có 23 cá nhân là đại diện doanh nghiệp đã đưa hối lộ hơn 226 tỷ đồng, có 4 cá nhân môi giới hối lộ hơn 74 tỷ đồng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền hơn 24 tỷ đồng. Bản án sơ thẩm nhận định, đối với các bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan, Tô Anh Dũng là những người nhận hối lộ nhiều lần với số tiền rất lớn, đặc biệt lớn gây bức xúc cho xã hội, ảnh hưởng xấu đến thực hiện chính sách nhân đạo của nhà nước và hình ảnh của đội ngũ cán bộ công chức. Do đó, cần có hình phạt nghiêm cao hơn mức đề nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tại phiên tòa mới đủ tác dụng để giáo dục, gian đe tội phạm nguy hiểm này, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước trong giai đoạn hiện nay. Theo bản án, trong quá trình xét xử, hầu hết các bị cáo đều thừa nhận tội danh bị truy tố, duy nhất cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng vẫn một mực phản bác lại mọi cáo buộc từ cơ quan công tố. Tài liệu hồ sơ vụ án và kết quả tranh tụng tại tòa xác định, đến tháng 9 năm 2021, Hưng bị điều tra chuyển công tác, không còn tham gia điều tra vụ án nhưng vẫn nói dối về việc chạy án, thông qua cựu giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn để chiếm đoạt tiền của Lê Hồng Sơn và Nguyễn Thị Thanh Hằng, Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc công ty Blue Sky. Trong quá trình điều tra, Hằng và Sơn khai có 13 lần đưa cho Tuấn số tiền là 2,8 triệu đô la Mỹ để đưa cho Hưng nhờ chạy án. Bị cáo Tuấn khai nhận 2,65 triệu đô la Mỹ từ Hằng, trong đó có 400.000 đô la Mỹ là tiền Hằng trả cho việc sang nhượng mảnh đất ở Tam Đảo Vĩnh Phúc. Tại tòa, bị cáo Hưng phản bác các lời khai này, cho rằng đây là những lời khai một chiều, không khách quan. Tuy nhiên, hội đồng xét xử thấy quá trình điều tra, cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát đã thu thập chứng cứ khách quan. Tòa cũng căn cứ nội dung ghi chép của Hằng về việc đã có 13 lần chuẩn bị tiền và thông qua Tuấn đưa cho Hoàng Văn Hưng. Dữ liệu lịch sử cuộc gọi giữa Hưng và Tuấn căn cứ việc Tuấn sắp xếp cho Hưng gặp Hằng để nói về việc chi tiền chạy án, phù hợp với lời khai và các chứng cứ khác về việc Hưng yêu cầu phải chuẩn bị tiền chi cho các cơ quan tố tụng để quyết tâm cứu Sơn. Theo hội đồng xét xử, dữ liệu điện tử và hình ảnh trích xuất từ camera còn thể hiện ngày 5 tháng 12 năm 2022 tại cổng trụ sở Cơ quan An ninh Điều tra, Hoàng Văn Hưng đã nhận chiếc cặp số do Nguyễn Anh Tuấn gửi đến, bên trong chứa 450.000 đô la Mỹ, chứ không phải rượu như cựu điều tra viên khai báo tại phiên tòa. Hội đồng xét xử đánh giá những lời khai của Hoàng Văn Hưng có nhiều mâu thuẫn, không thống nhất, thể hiện sự không thành khẩn, do đó bản án sơ thẩm kết luận Hoàng Văn Hưng đã lừa đảo chiếm đoạt 800.000 đô la Mỹ và khẳng định Hoàng Văn Hưng không bị oan. Theo bản án, Hưng phạm tội rất nghiêm trọng khi lợi dụng chức vụ quyền hạn để phạm tội hai lần trở lên.
bị cáo còn lợi dụng vị trí công tác để lừa cho bị hại tin tưởng giao tiền, do đó cần phải đưa ra mức án cao hơn mức đề nghị của Viện Kiểm sát mới đủ sức răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm. Chiến sĩ cảnh sát giao thông kể lại phút giây thoát chết kinh hoàng trên đèo Bảo Lộc. Kính thưa quý vị, 3 trong số 7 người có mặt tại khu chốt của trạm cảnh sát giao thông Madagui trên đèo Bảo Lộc đã may mắn thoát chết trong tích tắc. Vụ sạt lở kinh hoàng tại trạm cảnh sát giao thông Madagui đã khiến 3 cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông và một người dân thiệt mạng. 3 cán bộ chiến sĩ tử nạn bao gồm Thiếu tá Nguyễn Khắc Thường, Thượng úy Lê Quang Thành và Thượng úy Lê Ánh Sáng. Người dân thiệt mạng được xác định tên Ngọc Anh. 3 chiến sĩ cảnh sát giao thông thoát nạn gồm anh Chi, anh Hưng và anh Trung. Cả 3 đều công tác tại trạm cảnh sát giao thông Madagui. Anh Chi cho biết, chiều ngày 30 tháng 7, anh em chiến sĩ tại khu chốt của trạm cảnh sát giao thông Madagui ăn cơm chưa xong, mỗi người tỏa đi mỗi hướng để thu dọn đồ đạc nhằm phòng tránh sạt lở. Khi đó, anh Chi ngồi gần khu vực bếp ăn để nhắn tin. Lúc 14:37, tôi gửi tin nhắn trong nhóm để cảnh báo anh em nguy hiểm có thể ập đến, thì khoảng 3 phút sau, đất đá đổ ập xuống. Mọi người hô to núi lở, anh em người chạy hướng ra ngoài, người chạy hướng vào trong. Chỉ trong vòng 5 giây, đất đá đã bao trùm tất cả, anh Chi nghẹn ngào kể lại. Anh Chi chia sẻ, sau khi vụ sạt lở xảy ra, anh và các chiến sĩ may mắn sống sót đã cùng với mọi người tích cực tìm kiếm các nạn nhân. Anh Chi lúc túc trực ở hiện trường, lúc về trung tâm y tế huyện Đạo Hoai để nắm bắt tình hình của đồng đội. Riêng anh Hưng và anh Trung vẫn còn bàng hoàng và thất thần sau sự việc. Hai anh thẫn thờ, ngồi im lặng trên hành lang của trung tâm y tế huyện Đạo Hoai. Một số người khuyên các anh về chợp mắt cho khỏe. Tuy nhiên, các anh muốn ở lại gần khu nhà tiễn biệt để những người nằm xuống được ấm lòng. Theo ghi nhận của phóng viên, đến sáng ngày 31 tháng 7, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đang tiến hành các công tác lấy mẫu ADN nhằm xác định nhân thân của nạn nhân vì thi thể không còn được nguyên vẹn. Từ tối 30 tháng 7 đến sáng ngày 31 tháng 7, huyện Đạo Hoai liên tục có mưa kéo dài, khiến cho công tác xử lý hiện trường, tìm kiếm nạn nhân gặp nhiều khó khăn. Công tác cứu nạn cực kỳ vất vả. Trước đó, sau hàng chục giờ đồng hồ tìm kiếm thì đến 7 giờ sáng ngày 31 tháng 7, nạn nhân thứ tư trong vụ sạt lở là anh Ngọc Anh vẫn chưa được tìm thấy. Anh Ngọc Anh là người dân đến hỗ trợ các chiến sĩ cảnh sát giao thông thu dọn đồ đạc nhằm phòng tránh sạt lở. Tuy nhiên, đất đá bất ngờ đổ xuống quá nhanh đã khiến anh bị vùi lấp. Biển rác sau 2 đêm Blackpink, công nhân 20 năm trong nghề cũng choáng. Kính thưa quý vị, nữ công nhân môi trường cho biết 20 năm đi làm chị chưa thấy lượng rác nào nhiều như sau 2 đêm diễn Blackpink. Nhận định được lượng rác thải sẽ tăng đột biến sau 2 đêm nhạc của nhóm Blackpink, đơn vị phụ trách thu gom rác thải khu vực sân vận động Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã tăng cường lực lượng công nhân môi trường làm việc. Tuy nhiên, các công nhân vẫn rơi vào tình trạng quá tải. Anh Nguyễn Trung Hiếu, 43 tuổi công nhân vệ sinh môi trường tại quận Nam Từ Liêm cho biết. Hai ngày qua, anh cùng đội của mình đã làm việc hết công suất để thu gom các loại rác do khán giả đến xem trong đêm nhạc Blackpink xả ra. Lúc đêm nhạc kết thúc, nhìn trước khu vực sân vận động Mỹ Đình tràn ngập rác, chúng tôi rất nản vì đã mấy ngày liên tục túc trực khu vực này để chuẩn bị cho sự kiện. Khi ấy khắp nơi là túi ni lông, áo mưa, chai nhựa. Tính trung bình mỗi người một chiếc áo mưa bỏ lại thôi cũng đã thấy rất nhiều rồi. Trước khi nào tôi thấy nhiều rác đến như vậy. Dù rất mệt nhưng anh chị em đã động viên nhau cố gắng hoàn thành công việc, anh Hiếu cho biết. Chị Nguyễn Thị Trang, 50 tuổi cho biết, đi làm suốt 20 năm, chị chưa bao giờ chứng kiến lượng rác thải nào lớn như sau đêm nhạc của nhóm Blackpink. Chị Trang nói từng khu rác thải khu vực này trong các sự kiện như bóng đá, đêm nhạc của một số những ca sĩ. Tuy nhiên thì số lượng rác thải không nhiều như vậy. Theo chị Trang, trong 2 ngày diễn ra đêm diễn có mưa nên lượng rác nhiều. Ngoài chai nhựa, cốc nhựa, ống hút, bìa cắt tông, còn có một lượng lớn áo mưa. Các loại rác đều bị ướt nên rất nặng. Công ty đã phải cho xe quấn ép rác lại rồi chất lên những chiếc xe tải 8 tấn. Từ chiều ngày 29 tháng 7, chúng tôi đã có mặt ở khu vực sân Mỹ Đình để dọn dẹp. Các cán bộ quản lý của công ty cũng trực tiếp ra khu vực này để chỉ đạo, phân phối công việc, mang nước uống cho anh chị em. Đêm nhạc diễn ra đến khoảng 10 giờ nhưng phải đến hơn 2 giờ sáng hôm sau, chúng tôi mới được về nhà, chị Trang kể. Gần 16 năm làm công nhân môi trường, chị Nguyễn Thị Bông, 46 tuổi, cũng choáng váng trước lượng rác thải sau 2 đêm nhạc. Chị Bông phải làm thông ca từ 8 giờ 30 tối ngày 29 tháng 7 cho tới 11 giờ ngày 30 tháng 7. Chị Bông kể nếu ngày thường thì tôi cùng một số anh chị em sẽ được nghỉ ngơi trước khi vào ca mới. Nhưng khối lượng công việc quá nhiều nên chúng tôi phải làm xuyên từ tối hôm trước đến trưa hôm sau.
Một số người sẽ ở lại dọn cho tới sáng, còn những người trực thường ngày như tôi lại tiếp tục công việc dọn vệ sinh môi trường ở các khu phố theo phân công hàng ngày, tới trưa hôm sau mới được nghỉ. Nữ công nhân môi trường không khỏi bất ngờ trước sức hút của ban nhạc Blackpink và sự hâm mộ của người Việt. Dù rất mệt nhưng chị cảm nhận được không khí sôi động những ngày qua tại sân vận động Mỹ Đình. Những ngày qua ở đây rất vui, ban nhạc nổi tiếng thế giới về đây biểu diễn cũng giúp đời sống âm nhạc trong nước sôi động và là cơ hội quảng bá hình ảnh Việt Nam thân thiện, mến khách, đam mê âm nhạc. Hai đêm nhạc ngày 29-30 tháng 7 của Blackpink tại Hà Nội ước tính có hơn 60.000 khán giả tham gia. Mặc dù khoảng 19:30 mỗi tối chương trình mới bắt đầu, thế nhưng từ đầu giờ chiều mỗi ngày hàng chục nghìn khán giả đã đổ dồn về khu vực này. Sau đêm diễn, khán giả hối hả ra về, hầu hết những vật dụng trên đều được xả lại khu vực sân vận động khiến nơi đây tràn ngập rác thải, chai nhựa, lọ nhựa, áo mưa, giấy, quạt nhựa vương vãi khắp nơi. Nhìn những đống rác lớn xuất hiện quanh khu vực sân vận động Mỹ Đình, nhiều người không khỏi ngao ngán. Một lần nữa chủ đề về ý thức bảo vệ môi trường, hành động vô tư xả rác lại được bàn luận sôi nổi.